Chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại với Kaden Channel nhé. Chào các bạn. Hôm nay Kaden Channel lại trở lại để chia sẻ với các bạn một đề tài khá là thú vị mà tôi nghĩ rằng có rất là nhiều người thích nó. Thì đề tài này nói về cấp bậc cũng như là lương bổng của lính trong quân đội Mỹ các bạn. Nếu các bạn thích Kaden Channel và thích xem những video như thế này, mong các bạn nhấn nút like và nếu các bạn chưa subscribe thì mong các bạn nhấn nút subscribe. Thì chúng tôi sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn từ cái cấp mà thấp nhất là lương là bao nhiêu một tháng cho đến cấp cao nhất trong quân đội Mỹ là bao lương bao nhiêu một tháng nha các bạn thì mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé thì à, lính trong quân đội Mỹ có rất là nhiều chật ngạch nhiều cấp bậc các bạn những người mà mới vào lính mà không có bằng cấp gì cả đó thì ta gọi là à, lính trơn các bạn lính trơn có nghĩa là à, à, mặc quần áo trơn không không có cấp bậc gì trên vai trên túi hết á Mỹ họ gọi những cái này là private Private tức là lính trơn, thì uh, những người lính trơn của Mỹ thôi các bạn, thì uh, khi mà vào quân đội Mỹ cũng uh, có lương là 1 ngàn trăm đô la mỗi tháng các bạn. Tức là ừ. Mỹ 1 ngàn đô la Mỹ mỗi tháng. À, còn cái bậc uh, cấp bậc uh, trên cái lính trơn này một cấp bậc uh, thì là gọi là binh nhì các bạn, binh nhì đấy là lính mà được lên cấp rồi đấy. Ừ. Thì uh, lương của họ một tháng đã tăng lên uh, hơn cái lính trơn là một ngàn trăm đô la Mỹ mỗi tháng các bạn. Và tên Mỹ của những lính này gọi là private second class. Yeah cái à, à, một cái cấp bậc cao hơn binh nhì nữa gọi là binh nhất đó các bạn binh nhất thì à, lương lại cao hơn chút lương à, tính không không phải bằng mỗi tháng nữa mà người ta sẽ trả lương năm cho những người binh nhất này mà người những người binh nhất này thì à, lương của họ hàng năm là từ 22.630 đô la đến 25.510 đô la cho mỗi năm các bạn ừ. Ừ. Thì Cái, à, binh binh nhất này tính à, anh gọi là gì tên nó lại gọi uh, gọi là private first class. Yeah, đó. private first class. Rồi um, đến thêm một cái cấp bậc mà trên binh nhất á các bạn thì uh, cái cấp bậc trên binh nhất này thì gọi là họ gọi là specialist thì thường thường uh, những người này coi từ 2 cho đến 5 uh, binh lính chỉ coi có từ hai người đến năm người thôi. À. Chỉ huy từ hai người đến năm người. Thì chỉ cần chỉ huy từ hai người đến năm người thôi mà lương của họ cũng cao hơn là binh nhất. Lương của họ mỗi một năm là từ 25.067 đô la đến 30.427 đô la các bạn. Lương khá là cao ừ. ha. Chỉ cần là, là, là coi từ hai người đến năm người thôi đó. Rồi uh, tiến xa hơn, tiến lên hơn nữa là cấp bậc hạ sĩ các bạn. Các uh, cấp bậc hạ sĩ thì uh, mang một cái ký hiệu là hai vạch vàng á mà tiếng Anh gọi là gì? Hạ sĩ là gọi là. Corporal, Corporal hả? Và thường thường những người Corporal này họ không có uh, tăng lên bậc này nhiều lắm. Họ ừ. sẽ thường thường họ sẽ tăng lên uh, specialist nhiều hơn. Ừ. Uh, tại vì uh, những người này cũng coi từ 2 cho đến 5 lính mà thôi. Vậy hả? Ừ. Vậy là hạ sĩ cũng uh, cũng bằng cái 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 người specialist à, specialist. Bằng thì uh, bằng lương thôi. À 25.000 sáu mươi đô cho đến 30.400 27 đô Vậy Nhưng hả? mà họ là sĩ quan officer. Mỹ họ là sĩ quan rồi Việt Nam thì uh, chắc họ chưa là sĩ quan Nhưng mà Mỹ là họ đã là Non-commissioned officer rồi Vậy hả Với ừ. có hạ sĩ thôi Mà cũng đã làm được làm non-commissioned officer ừ, Họ chỉ là từ lính trên họ lên thôi À lĩnh chân lên Mà cũng bằng cái cấp bậc của Specialist Là cũng 25.067 đô Cho đến 30.427 đô mỗi năm ha? Đúng rồi Ok và cái à, cấp bậc kế tiếp Là cấp bậc Trung sĩ sergeant họ có 3 vạch cho uh, các bạn. Và trung sĩ thì làm lương từ 27.338 đô cho đến 38.794 đô một năm. Và họ lãnh đạo uh, khoảng 8 cho đến 14 binh lính. Còn cái cấp bậc cao hơn một chút nữa là cấp bậc trung sĩ nhất. Trung sĩ nhất là staff sergeant. Và họ uh, có cái dấu hiệu là 3 vạch, rồi có một cái uh, dấu uh, uh, tròn tròn ở dưới nữa. À, lương của họ là 29.840 đô cho đến 46.220 đô một năm. Và họ có khoảng chừng từ 9 cho đến 10 biên lính. Còn trong những uh, trường hợp đặc biệt thì họ có thể có đến 16 cho đến 50 biên lính. Trên cái bậc season đó, ha, gọi ừ. là staff season, ha. Uh, staff thì uh, chỉ trên, cần trên một mức thôi mà lương cũng cao hơn và cái cấp bậc kế tiếp là cấp bậc của thượng sĩ, uh, sergeant first class, uh, thượng sĩ thì uh, họ làm từ 34.502 đô cho đến 62.010 đô một năm. Và họ quản lý khoảng chừng 150 binh lính. Lương cao quá ha. Ở trong quân đội này và nh những người uh, uh, Sergeant First Class này á là họ uh, thường thường là có uh, 15 năm kinh nghiệm ở trong uh, quân đội rồi. Mm. Đó. Và chỉ huy được 150 người lính. Mm. Mm. Và cái cấp bậc kế tiếp là cấp bậc thượng sĩ nhất. Thượng sĩ nhất là Master Sergeant và họ kiếm khoảng chừng 49.633 đô cho đến 70 787 đô la một năm. sợ yes, họ là, cao là quá. Luôn, rất, rất là cao, rất cao nha. cao luôn. À, họ coi khoảng chừng 300 cho đến 800 binh lính. Thường thường thì những người này phải họ phải ít nhất là phải có 18 năm kinh nghiệm ừ, ở ừ. trong uh, quân đội. Ừ. Đó. và họ cũng uh, rất là nhiều người dưới dưới họ. Và cái cấp bậc kế tiếp là cấp bậc First Sergeant, thượng sĩ nhất là thường vụ đại đội. À, họ có khoảng chừng 150 binh lính và lương của họ là 49.633 đô cho đến 70.787 đô la một năm à, Bằng với uh, thượng sĩ nhất đó các bạn Nhưng mà nhiệm vụ của họ thì uh, hơi, uh, hơi khác hơn một chút Và cái cấp bậc kế tiếp là cấp bậc Sergeant Major Sergeant Major cũng là thượng sĩ nhất và thượng sĩ nhất cao cấp họ làm lương khoảng chừng uh, 60.631 đô cho đến 94.136 đô la một năm. Ủa, sao ừ. sao lương cao dữ vậy ha. Ừ. Chỉ dữ là... Tại vì Sergeant Major là họ có nhiều năm lắm rồi, tại mấy người kia mà theo 18 năm ừ. thì uh, Sergeant Major này là uh, cũng là ít nhất 18 năm kinh nghiệm trở lên luôn. Đó. Dạ, vậy là phải đi lính mấy chục năm mới lên lên được cái, cái những cái cấp bậc này mới có những cái lương cao đến chín mấy ngàn gần trăm ngàn đô như vậy không ừ. và cái cấp bậc kế tiếp là cấp bậc Command Sergeant Major, Command Sergeant Major là thượng sĩ nhất, cao cấp à, là thường à, là thường vụ cấp tiểu đoàn trở lên. À, cấp tiểu đoàn một cái tiểu đoàn là à, có khoảng chừng 300 cho đến 800 lính và lương của họ là 60.631 đô cho đến 91 136 đô một năm. Command Sergeant Major này hình như là lương cũng uh, ngang ngang ngửa với lại uh, Sergeant Major thôi. Ờ ừ, đúng rồi. Uh, và cái cấp bậc kế tiếp là cấp bậc Sergeant Major of the Army à, Là thượng sĩ nhất cao cấp Là thường vụ lục quân à, Lục quân có mươi à, 475.000 quân à, Lương của họ là 60.631 đô Cho đến 94.136 đô một năm Đây là thượng sĩ cấp bậc cao nhất của quân đội đó các bạn Có được à, cho những người mà là non-commission À, ở sergeant major army chỉ có một người có được cái thay title này thôi. Nhưng mà lương của họ thì không có khác mà command sergeant major và sergeant major ừ. giống y chang thôi. Vậy hả? À, mà chỉ như có vậy một người có cái. Cũng... Và cái cấp bậc kế tiếp là cấp bậc thiếu úy second lieutenant. Họ chỉ huy uh, khoảng 15 cho đến 50 binh lính. Và những người mà vào được cái cấp bậc uh, second lieutenant thiếu úy này á uh, thì họ ít nhất phải có bằng 4 năm hoặc là được huấn luyện uh, qua cái chương trình gọi là ROTC. ROTC. Uh, sau khi đó thì, thì phải học phải học xong trường sĩ quan. Uh, học tập trong trường học sĩ quan rồi tốt nghiệp, học tập uh, trường sĩ quan rồi mới có thể ra làm second lieutenant được. Và bốn đô. Mỗi cái năm. đó là mới mới vào quân đội, đúng mới vào quân đội mà vào thẳng thứ úy luôn thì uh, uh, như vậy là đúng rồi. Lương cao nhất chỉ có 45.824 đô. Uhm và trong cái đó những cái ông trung sĩ nhất với lại thượng sĩ già đó họ được tới gần trăm ngàn đô mỗi năm thì tại thì họ, trời, họ, lâu năm lâu năm quá rồi lâu tới mười mấy hai chục năm cho nên lương họ mới lên cái mức đó ha ừ. còn thiếu úy này là những cái người mà mới tốt nghiệp thì lương họ mới vô là chỉ từ 36 đến 45 thôi ừ. đó còn cái cấp bậc kế tiếp là first lieutenant first lieutenant là giống như là trung úy hay thiếu úy thì lên trung úy ừ. Trung úy thì lương có từ 41.958 đô la lên đến 58.068 đô la thôi. Ừ. À, lên cấp bậc nữa thì nó lại lên thêm uh, được, uh, gần, được thêm mấy ngàn đô một năm nữa. Ừ. À, Còn Captain là, cái đại cái, ý. Uh, Captain là đại úy. Captain là đại úy. Là cái uh, mức kế uh, tiếp đó các bạn. Captain là đại úy thì lương có từ 48.560 đô cho đến 79.002 đô ừ. à, mỗi một năm. Ừ. cũng cấp đại úy này cũng lương cao ghê chứ, gần 80 ngàn đô một năm này còn gì, phải à. không? Ừ. Ừ. Để coi bao nhiêu? Bao nhiêu lính? Đại úy là là captain đó. Captain đó hả? Ừ. Captain là khoảng năm 1550 uh, lính, binh lính. Còn uh, cái 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 thiếu tiếp, tá uh, là thiếu tá. Thiếu tá gọi tiếng Anh gọi là major. major. Ừ. Thiếu tá thì lương được từ 55.231 đô đến 92.218 đô mỗi năm. Ừ. Uh, thiếu tá với đại úy này coi bao nhiêu bao nhiêu lính thiếu tá là từ uh, 800 cho đến 5.000 lính tùy vào uh, cái trường hợp uh. Đó, tình hình của 800 lính cho đến 5 lính Đúng rồi, 800 cho đến 5 lính ừ. Uh. Uh -huh. Major mới lớn, tại Major lớn rồi Họ đi ra chiến bên bên ngoài rồi Thiếu tá mà ừ. Uh. Major là thiếu tá không Rồi bây giờ đến cấp cấp bậc trên thiếu tá là trung tá đó Đó, trên cái bậc uh, Thiếu tá là lieutenant Cur uh, colonel. Là uh, cấp cấp bậc trung tá đó. Ừ. Trung tá thì lương từ 64.012 đô cho đến 108.752 đô la mỗi ừ. năm. Nếu trung tá đó. Ừ. để trung tá coi bao nhiêu quân đội? Trung tá này là cấp lớn lắm rồi đúng không ừ. À thường thường thì họ chỉ coi khoảng chừng 800 binh lính. À thường thường xuyên của họ là 800. Ok, gần cái bậc đó, cái bậc kế tiếp là là colonel. Colonel. Colonel là tá, cái đại tá thì uh, là, là là coi như là trên trung tá. Thì mức lương là từ 76.784 đô cho đến 135.936 đô la mỗi năm. Lương cao quá ha. À. Ừ. Thì họ coi họ coi uh, khoảng chừng 5.000 uh, binh lính. Còn cái bậc uh, kế tiếp của Mỹ là và cái uh, cấp bậc kế tiếp là cấp bậc tướng rồi các bạn là brigadier general à là chuẩn tướng nha các bạn. À chuẩn tướng thì họ làm từ 101.257 đô cho đến 151.283 đô la một năm. À và họ chỉ huy từ 5.000 cho đến 14.000 binh lính. Tướng mà trong cầm cầm trong tay một cái cái đội quân là từ 5.000 đến 14.000. Ừ. binh lính, trong đó gồm có nhiều sĩ quan, thứ úy, ừ, trung úy, đại úy luôn đấy. Và cấp bậc tiếp theo là cấp bậc thiếu tướng Major General Họ chỉ huy khoảng 14.000 binh lính Và lương của họ là 121.860 Cho đến 175.676 175. 175 .676 đô một năm Họ à, coi uh, 14.000 là binh lính 14.000 trở lên phải không? Ừ, và cái cấp bậc kế tiếp là Lieutenant General Lieutenant General là tướng nào? <laughs> và là trung tướng. À lương của họ là 172.000 cho đến 172.224 đô cho đến 186.998 đô một năm. Còn cái bốn uh, sao mới là mới là bốn sao là là mới đại là, tướng. Mới là mới là đại tướng hả? General phải không? Ừ. Đại tướng thì lương từ 15.583 đô mỗi tháng. À, đại ừ. tướng ăn lương tháng nhưng ăn lương năm? Mà ừ. được 15.583 đô mỗi một tháng. À. Ừ. Còn cái người mà lớn nhất mà cũng chỉ là một có một người duy nhất thôi á là ừ. thống tướng. Thống tướng. Ừ. tiếng Anh gọi là gì? Thống tướng là General of the Army. Wow. Thì họ lương ừ. cũng ngang ngửa với đại tướng thôi. Lương ngang ngửa đại tướng. 15583 đô đúng. một tháng thôi. Mỗi tháng. Đó. Và cái cấp bậc cao nhất mà chỉ có một người có hồi xưa đến nay đó là cấp bậc đại thống tướng. Đại thống tướng là General of the Armies. Armies là cần uh, gồm có nhiều quân đội. À, đó là ông Douglas MacArthur. À, lương của ông thì à, chưa có biết được vì à, chỉ có ông được làm từ xưa đến nay thôi và à, chưa có ai nói là lương của ông bao nhiêu. Nhưng mà ông này là đứng cao nhất thì chắc chắn là lương của ông phải là nhiều hơn những người kia rồi. À, và cái này cũng gây ra nhiều canh, à, tranh cãi là làm sao mà có tướng à, xấu sao? nhưng mà ông ta là vị tướng đầu tiên mà được phong làm tướng 6 sao đó các bạn ông ta là vị tướng đầu tiên cũng như là vị tướng cuối cùng được phong làm tướng 6 sao đó các bạn hiện giờ thì không có tướng 6 sao và tướng 5 sao vì thường thường những cái quan chức này chỉ có dành cho thời chiến tranh thôi các bạn đó là những cái quân hàm cấp bậc và mức lương của binh sĩ trong quân đội mỹ đó các bạn Để mong là các bạn hiểu biết thêm về những cái kiến thức mới nha các bạn chào tạm biệt các bạn nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé bye các bạn chào các bạn mình là Ân. cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới nút màu đỏ đấy các bạn tạm biệt các bạn